Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ cho bé rắn ngô của mình ăn. Nhưng mà vì cái lý do là mình không có tìm được chuột sống thì mình cũng đã tập cho bé rắn ngô của mình ăn chuột đông lạnh. Chuột đông lạnh mình mua ở những cái chỗ mà những shop lớn á, thì cái nguồn chuột nó cũng đảm bảo là vệ sinh nè. Với lại khi dùng chuột đông lạnh thì mình sẽ chủ động hơn trong cái vấn đề mà tìm kiếm nguồn thức ăn cho bé rắn ngô của mình. Ở đây là mình dùng size này, dùng hai chục size này. Tại vì nếu mà dùng cái size lớn hơn á, nhiều khi rắn ngô của mình á, bé rắn ngô của mình á, nó ăn vô xong rồi nó không tiêu hóa được á, nó sẽ ọc ra. Thì thay vì dùng một con chuột lớn, mình sẽ dùng hai con chuột cỡ này. Theo mình cỡ này là phù hợp, tại mình cũng có thử rồi. Mình muốn cho bé rắn ngô mình ăn mồi đông lạnh rồi, rất là ok. Trước hết thì mình sẽ rã đông, phải rã đông chuột ra, tại vì nó trong tủ lạnh rồi mà nó ngắt rồi. Thì có nhiều cách, có bạn thì dùng cái đèn chiếu vô con chuột á để cho nó nóng dần lên nó rã đông, còn mình thì dùng cách đơn giản hơn, tiện gì dùng đó. Mình sẽ cho nó vô nó đi đi bơi. Mình cho miếng chuột này ngâm nước, nước này cũng nước bình thường thôi, không cần nước ấm, cứ ngâm vậy thôi. Đó, ngâm thì khoảng cỡ 20 phút, tầm 15-20 phút là được. A few moments later. Xong rồi các bạn ơi, nãy mình rã đông chuột rồi mình chạy xuống dưới nhà có việc chắc cả tiếng đồng hồ á, thì bây giờ thấy chuột mềm hết rồi nè, mềm rồi, như vậy là có thể cho rắn ngô ăn được. Tại vì mình ngâm vô nước á, nên con chuột nó sẽ rất là ướt, mình không có rã đông như bằng đèn, rã đông bằng nước vậy chuột nó ướt lắm. Thì mình sẽ bỏ lên cái miếng giấy này cho nó khô bớt đi, ướt át quá ghê lắm. Để như vậy ướt quá nhiều khi rắn nó không chịu ăn nữa. Úi da, cái gì rồi cho nó qua một bên. Thông thường mà mình cho rắn ngon ăn á thì mình sẽ lấy một cái thùng không như vậy, sau đó mình sẽ lót giấy vào để cho khi mà rắn ngon nó ăn á, nó dính nước đồ ra đây nè. Ăn xong thì mình cứ cuốn vào cái tờ giấy này, mình giục đi rồi cho rắn ngon lại về thùng nuôi. Như vậy thì trong cái thùng nuôi nó sẽ sạch, chứ mà cho ăn trực tiếp trong thùng nuôi á thì nhiều khi nó con chuột nó bị chảy nước thì dính với mấy cái gỗ lót của nó thì nó dơ. Là như vậy là sạch sẽ nhất, vệ sinh nhất.